Nhân chào cả nhà mình nha. Hiện tại là Nhân đang đứng tại hẻm 507 của đường Hương Lộ 3, khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Thì ở đây như mình thấy là cái đường này sẽ đi ra chỗ quốc lộ 1A nha cả nhà. Còn nếu như mình quay ngược trở lại á, là mình đi ra đường Hương Lộ 3. Thì nó kế ở bên là từ đây ra chỗ ngã tư Hương Lộ 3 với lại đường 19 tháng 5 á, là khoảng chừng 200m thôi. Là nếu mà tính từ vị trí này đi ra chỗ Eon Tân Phú á, thì nó cách khoảng 500m thôi nha cả nhà. Đường hẻm này mình sẽ hơi chạy thoải mái. Thì bây giờ Nhân sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một cái căn nhà ở Sài Gòn. Thì tại vì đây là lần đầu tiên Nhân bán nhà Sài Gòn đó, thì của một cái chị khách hàng quen thôi, thì chị muốn bán lại thì Nhân quay lại cho cả nhà mình xem thôi. Chứ còn cái giá cả thì Nhân không có nắm rõ lắm. Thì ví dụ như Nhân đưa ra cái mức giá đó, thì ví dụ như cả nhà mình cảm thấy mua được, ok được đó, thì mình cứ coi nhà, rồi giá cả thì mình sẽ thương lượng sau nha. Ở đây mình hẻm thông, thì hiện tại còn chỗ này bên đây là cũng là hẻm 507, cũng là Hương Lộ 3 nha cả nhà. Đây nó có hai đường, cái đường bên kia thì nó thông ra Hương Lộ 3 với lại quốc lộ 1A, còn bên đây là Hương Lộ 3 đó. Mình đi thẳng ra là mình vẹo một xíu là tới chỗ Eon Tân Phú rồi. Thì bên kia là thuộc về của quận Tân Phú, còn bên đây là của Bình Tân. Đó, từ ngoài Hương Lộ 3 mình chạy vào khoảng chưa tới 200m thì mình ở nhà cuối cùng luôn. Ví dụ như cả nhà mình muốn xem nhà, mình ghé ngang mình coi cũng được, không sao hết. Muốn gặp chủ thì Nhân sẽ liên hệ cho cả nhà mình xem. Đây, căn nhà của mình là số 499/51, Hương Lộ 3, khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân. Có diện tích là ngang 6m, dài 14m. Đó, như mình thấy hiện tại đang cho thuê là 7 triệu một tháng. Rồi bây giờ Nhân đi trong vào trong cho cả nhà mình xem. Cho con đi ra sao có nha cô. Dạ. Ở đây mình có một cái phòng ha. Phía sau mình là toilet nè, với lại một cái giếng trời. Cái giếng trời này khoảng 1,5m. Rồi bây giờ nó có một cái gác ở trên nữa. Ở đây là cái gác phía trên ha. Thì nó có một cái toilet ở trên nữa thôi. Rồi cái hẻm này mình sẽ hơi mình chạy thoải mái nha cả nhà. Nhân xin nhắc lại là diện tích mình là ngang 6m, dài 14m. Và cái giá bên đây là 5,2 tỷ nha cả nhà. Thì ví dụ như cả nhà mình ai muốn mua hoặc là xem nhà thì cứ alo cho Nhân. Ở đây nó có camera an ninh nè. Trước nhà mình có hai cái. Rồi cái phía đằng kia đó, phía trên góc này là có một cái nữa, là nó có 3 camera an ninh nha cả nhà. Rồi Nhân xin chào cả nhà nha. Mình nếu như ai muốn xem nhà thì cứ alo cho Nhân. Cả nhà mình nếu ai chưa đăng ký, mình nhớ nhấn nút đăng ký của Nhân, thì biết đâu có một cái sản phẩm nào đó mà nó vừa ý với mình thì có thể liên hệ với Nhân. Rồi Nhân xin chào.